Chúng tôi đã thấy tiền vệ Cao Xuân Thắng tại đội 1 Sông Lam Nghệ An theo dõi trận đấu này. Nguy hiểm và sóng gió đã trôi qua trước khung thành của Nghi Lộc. Ngày hôm nay Minh Quang sẽ phải đối mặt với các hậu vệ cao to. Mặc dù ở trong một tư thế các trận tứ kết của giải bóng đá thiếu niên Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An sẽ diễn ra vào ngày hôm nay và vào ngày mai sẽ xác định được 4 đội vào bán kết. Nhi đồng của Yên Thành đã giành được tấm vé đầu tiên một cách đầy kịch tính. Một đường truyền không địa chỉ